kính chào quý vị. Ly xin lỗi. Ly kính chào quý vị. Hôm rồi Ly có đưa lên một cái clip nói về ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lương Thế Huy, là một người thuộc giới tính thứ ba và là một người được các cái tổ chức nước ngoài tung hô. Thì hôm nay Ly gửi đến quý vị cái kết quả nha quý vị. Ở đây có ba cái bài ngắn ngắn thôi, nhưng mà Ly muốn gửi đến quý vị để quý vị mừng. Bài đầu tiên là của bác Trần Hổ, là tin buồn. Viện trưởng nghiên cứu môi trường tư nhân, đại diện Viện trưởng nghiên cứu môi trường tư nhân Ngo, đại diện cho làng gốm Bát Tràng, được đạt đào tạo nhân vật được các thế lực chống phá lưu vong tung hô ca ngợi. Suốt thời gian qua đã trượt cả đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong kỳ bầu cử vừa qua. Dự là sắp có bài tẩy chay kết quả trên các báo trang nhóm chống phá theo bão lửa. Đó là một cái, đây là nhân vật Lương Thế Huy đây quý vị. Đấy là bài thứ hai, mời quý vị nghe nha. Trang Nguyên Minh của Facebook, Trang Nguyên Minh. Vừa đọc được tin buồn mà thấy buồn quá đi. Tin buồn ở đây bỏ trong một kép. Vừa đọc được tin buồn mà thấy buồn quá đi. Chỉ muốn thấy một bầu trời pháo bông. Hơ hơ hơ. Túm lại, ứng cử là quyền của mỗi công dân, nhưng được tín nhiệm bầu chọn hay không là do cử tri sáng suốt lựa chọn. Giờ dân tin lắm, ai ra sao họ nhìn thấy hết. Nhân vật được Việt Tân và các đài báo hải ngoại chuyên chống phá đảng nhà nước tung hô ca ngợi suốt nhiều tháng đã trượt trong kỳ bầu cử vừa qua, thật tiếc thay. Đó. Một cái bài thứ ba là bài cáo phó khổ chủ Lương Thế Huy của Trần Phương Anh. Tha nôi, thất bại này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Dù được sự tung hô cổ suý của gia đình và bè bạn và được sự chăm sóc cứu chữa tận tình của Việt Tân, nhưng do tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại nên anh đã không vượt qua đại hạn này. Và cuối cùng anh bị trượt cả hai Hội đồng Nhân dân và đại biểu Quốc hội. Trong muôn vàn đau thương mất mát và nhục nhã ê chề, mong anh lấy đó là bài học cho bản thân mình. Và cũng mong anh hiểu cho rằng cử tri thời đại 4.0 họ vô cùng hiểu biết và tỉnh táo sáng suốt. Đó là thông báo cho quý vị, nhân vật được các thế lực phản động ở bên ngoài tung hô. Lương Thế Huy này đã phát biểu rất nhiều lần, nói chung Lương Thế Huy rất thân. Qua cái cách mà hay trả lời phỏng vấn RFA thì quý vị biết rồi, cái kênh RFA là một cái kênh chuyên chống phá đất nước chúng ta, và Lương Thế Huy là một khách hàng thường xuyên, một khách mời thường xuyên của RFA, được RFA, được các cái kênh như BBC vân vân tung hô ca ngợi đánh bóng từ lâu rồi. Và bây giờ thì kết quả đã rõ ràng, Lương Thế Huy đã trượt sau vào đợt bầu cử vừa qua. Đây là một tin mừng mà quý vị Ly muốn gửi gấp đến quý vị. Ly kính chào quý vị. Giờ còn một nhân vật nữa Ly sẽ cung cấp đến quý vị sau. Ly chào cả nhà mình ạ.